Kính chào quý khán thính giả của Đài Châu Tự Do. Có mặt với chúng tôi hôm nay là ông Trần Phong Vũ. Ông Trần Phong Vũ là nhà báo từng phụ trách một bình luận của Đài Phát thanh Sài Gòn. Ông cũng là chủ bút của tờ báo Diễn đàn Giáo dân và là một trong những người thành lập ra tủ sách Tiếng quê hương tại Hoa Kỳ. Thưa ông Trần Phong Vũ, thì với tư cách là người thành lập cái Diễn đàn Giáo dân, một cái tờ báo của cộng đồng Công giáo ở Hoa Kỳ, thì ông có thể chia sẻ là cái mục đích và cái sự phát triển của Diễn đàn Giáo dân cho đến nay không ạ? Dạ thưa anh, thì cái tờ Diễn đàn Giáo dân, trước hết chúng tôi xin thưa nó là hậu thân của tờ Đường Sống, cũng là cái tờ mà anh em chúng tôi đã cho ra đời vào năm 1980 ở Nam California, và nó kéo dài 1992 thì về hết cái nhu cầu tị nạn thì chúng tôi ngừng, là bởi vì tờ báo này làm để phục vụ những đồng bào mới đến các đảo ở Đông Nam Á. Rồi đến năm 2000 khi mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý tái phát động cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền, nhân phẩm ở Việt Nam, thì chúng tôi đã cho ra đời cái tờ Diễn đàn Giáo dân. Hiện thời thì bây giờ cái tờ Diễn đàn Giáo dân chú ý vào những cái tin tức, những cái sự kiện bên trong Việt Nam hay là của cộng đồng ở hải ngoại hay là cả chung những người nói tiếng Việt trên thế giới này? Dạ vâng, nói chung ra thì đây nó cũng là tờ báo chung cho tất cả mọi giới và nó mang tính chất thời sự. Nhưng mà nếu mà đi vào cái chi tiết và cái chủ điểm của tờ báo thì chúng tôi nhắm vào cái việc mà phản ảnh cho những độc giả ở hải ngoại này thấy được những cái gì đang diễn ra trên quê hương chúng ta, và tập trú vào cái quan điểm đường lối của Giáo hội Công giáo trong cái bối cảnh đất nước chúng ta hiện nay. Dạ vâng. Thưa ông có nói về Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay ở Việt Nam, thì thưa ông cái vấn đề nào mà đang là vấn đề quan trọng của Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay ạ? Những vấn đề mà gọi là quan trọng thì có lẽ mọi người đều biết cả, là bởi vì tất cả chúng ta ngày nay đang đối diện với một cái chế độ mà có thể nói nó chi phối hầu hết người dân Việt Nam, và trong đó có các tôn giáo, không phải chỉ có Công giáo mà còn có Phật giáo, còn có Tin lành, còn có Hòa hảo, còn có Cao đài. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề của Công giáo cũng là những vấn đề của các tôn giáo khác. Nhưng mà ở đây chúng tôi với tư cách là tờ Diễn đàn Giáo dân và là những người Công giáo ở hải ngoại này quan tâm tới vấn đề Việt Nam, thì dĩ nhiên là những vấn đề gì đang xảy ra đối với lại giáo hội, đối với quê hương, thì chúng tôi đặt tất cả trọng tâm chú ý vào đó, và chúng tôi cố gắng trình bày để cho độc giả hải ngoại này thấy được những gì mà đang diễn ra trên quê hương chúng ta. Thưa ông, thì cái quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam và những nhà cai trị Cộng sản Việt Nam cho đến hiện nay, trong những năm gần đây đã xảy ra nhiều cái sự kiện như là từ vụ Thái Hà, rồi Con Cuông, rồi Mỹ Yên, thì có vẻ dường như là Giáo hội Công giáo Việt Nam đã bước qua một cái giai đoạn mà người ta không nghe nói gì tới trước kia trong chế độ Cộng sản, phải không ạ? Cũng hoàn đúng như vậy. Bởi vì nếu chúng ta nhìn về quá khứ xa xưa đó, từ những cái năm mà khi mà đất nước chưa ở miền Nam chưa thống nhất với lại Cộng sản, thì đã có những cái vận động của người Công giáo vào những thập niên 50, đã có những cuộc vận động ở Ba Làng, cái nôi của chế độ Cộng sản. Cũng chính từ những cái nơi đó, những người Công giáo thuần thành cái thời đó dưới sự lãnh đạo của một số những cái nhà lãnh đạo Công giáo hồi đó, thì đã có những cái phản kháng mà đó đã trở thành một cái thời điểm khá quan trọng. Cho đến ngày nay thì nó hiển hiện rõ ràng hơn, và có lẽ cái đinh của những cái hoạt động trong thời gian gần đây là cái vụ Thái Hà mà đã đưa tới một số những cái sự, cái cuộc vận động bất bạo động của hàng chục ngàn đồng bào Công giáo ở Thái Hà. Qua những cái sự kiện đó thì ông đánh giá thế nào về cái cách ứng xử của nhà cầm quyền Cộng sản đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay? Chúng tôi nghĩ rằng là nhà nước Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn ra được cái sức mạnh của tôn giáo.
đã nhìn ra được là chỉ có ở Việt Nam đảng phái là một chuyện, nhưng mà dù ai thuộc về đảng phái nào chăng nữa đó, cuối cùng cũng vẫn lại thuộc vào một trong những tôn giáo, trong đó có hai tôn giáo lớn nhất là Phật giáo và Công giáo. Thành ra mục tiêu chính của họ ngay từ đầu mà đi là họ làm thế nào để triệt tiêu đi cái sức mạnh của tôn giáo. Thành ra chúng ta không lấy làm lạ trong suốt bao nhiêu năm qua, cho đến ngày nay cũng vậy, tập trú của họ vào trong đó là để họ làm thế nào để mà ảnh hưởng tới Công giáo, để mà triệt tiêu đi tất cả cái sức mạnh của tôn giáo. Và riêng với Công giáo thì chúng tôi nghĩ rằng họ rất là quan tâm. Thưa ông, vừa nhắc tới là ở Việt Nam không phải chỉ có một mình Công giáo mà còn có những cái tôn giáo khác nữa, cũng như là cái số phận của Công giáo cũng giống như số phận những cái tôn giáo khác là cũng bị đàn áp ở Việt Nam. Thế thì thưa ông, theo ông nhìn nhận đó, thì ở trong nước Việt Nam hiện nay cái cuộc đấu tranh của những cái tôn giáo khác nhau chống lại sự hà khắc của sự độc tài có sự liên kết nào không ạ? À? Ví dụ như ở hải ngoại chúng ta hay nói tới những cái hội đồng liên tôn này khác, nhưng mà ở trong nước dường như là không có, phải không ạ? À? Có chứ. Dạ vâng. Tôi nghĩ rằng nó chỉ chưa được nhịp nhàng thôi. Tôi chỉ cần đưa ra một cái thí dụ như cách đây đã mười mấy 20 năm, khi mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý phát động cái cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo đó, thì Linh Mục Lý là một trong những người có những liên hệ mật thiết với Đại Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Rồi thì gần đây thì chúng ta được biết rằng là còn có những cái ủy ban liên tôn mà Linh Mục Phan Văn Lợi bên phía Công giáo, cũng như là bên kia có một số những cái vị như là Hòa Thượng Thích Không Tánh chẳng hạn, vẫn có những cái liên hệ mật thiết. Dạ thưa ông, cho câu hỏi cuối cùng liên quan đến cái chủ đề về các tôn giáo Việt Nam. Thì thưa ông, đánh giá thế nào về cái quan hệ hiện tại giữa Hà Nội và Vatican, và tương lai của nó theo ông thì sẽ ra sao? Đây cũng là một cái vấn đề mà có lẽ thời lượng chỉ là một vài phút không cho phép tôi được nói hết. Dạ, vâng. Nhưng mà thưa với anh rằng là đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam ấy, họ thấy rõ được cái sức mạnh của Công giáo về cái mặt đối ngoại. Thành ra luôn luôn họ tìm mọi cách thì họ đến gần với lại Vatican. Mà Vatican là cái nơi xa, họ có một cái vị trí trên giáo hội toàn cầu. Thành ra trong một số những cái lĩnh vực, chúng tôi phải thưa thật rằng là đã có những cái sự giao tế với nhau bất quân bình. Nghĩa là nó không đáp ứng được những cái điều mà người Công giáo Việt Nam chờ đợi, là bởi vì cái nhìn của giáo hội toàn cầu nó lại khác với lại những cái vấn đề mà đi vào hoàn cảnh riêng của Việt Nam. Thành ra đôi khi nó đã có những cái vấn đề mà có thể nói làm cho chính người Công giáo phải buồn lòng. Thì cái điều này tôi cũng xin thưa mấy anh rằng nếu quý vị thính giả muốn tìm hiểu cái đó thì có lẽ nên đọc một cái tác phẩm mà anh em Công giáo chúng tôi ở hải ngoại này phối hợp với một số những linh mục ở trong nước để thực hiện, đó là cái tập Công giáo Việt Nam 2005 và 2015. Chúng tôi đã làm cái tập này tập chú vào những cái biến cố trong 10 năm qua, nối tiếp với một cái tập tuyển tập tương tự đã phát hành năm 2005 với cái tên là 30 năm Công giáo Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Trong đó chúng tôi hy vọng rằng là những cái phản ảnh của những người viết ở trong nước cũng như ở khắp nơi trên thế giới có thể giúp cho quý vị đó có được một cái ý niệm chung về cái hoàn cảnh Việt Nam trên cái địa bàn thế giới cũng như riêng trên đất nước chúng ta, thưa anh. Dạ vâng. Xin cảm ơn ông Trần Phong Vũ.